Chào cả nhà, hôm nay em trở lại vườn lan Út Diễm nha anh chị ha. Anh chị em mình xem tham khảo vườn lan Út Diễm hôm nay hoa nở rất là nhiều nha anh chị ha. Đang ở mặt tiền quốc lộ anh chị, cho nên nó xe quá trời xe luôn. Đó. Đây là xe Charest nha anh chị ơi, xe Charest đây. Anh chị em mình tham khảo chơi xe Charest. Cái nắng nó hơi chá anh chị, nó hơi chói cho nên cái màu nó lên không có được đẹp nha, nhưng thực tế ngoài nó rất là đẹp nha anh chị ha. Cái dòng này rất là xiên hoa. Thì điểm sơ cho cái chậu này thôi, nguyên chậu nha anh chị ha. Một cây thì ít nhất là hai vòi, một cây nết nhất là hai vòi. Đó, một cây nết nhất là hai vòi. Thì cái chậu này vẫn là 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân. 6 thân thì 12 vòi, đến gọn anh chị, có chậu 3 vòi luôn á. Rất là đẹp. Đây là kin, bên đây là cái kin 3. Đây là kin 3 anh chị ha. Kin 3 này lúc trước thầy Tám có giới thiệu anh chị mình cách nhận biết rồi. Là cái lưỡi nó có nó có ba cái tia nha, ba cái tia đây, ba cái tia đây nè, đó, ba cái tia đó đó, kinh ba nha, rất là đẹp luôn anh chị. Cho nên vô khủng nha anh chị ha, cho nên vô khủng tại vườn lan Út Diễm mà cũng kim luôn quán cà phê nha anh chị ha. Anh chị em mình có uống cà phê thưởng thức thì cứ ghé ngang đây, theo địa chỉ trên Google hoặc là trên bài anh chị ha, có hết. Rồi cây này cái kinh 3 hay kinh 5 đây. Cái kinh 3 luôn. Đó, bông rất là dài anh chị ha. Khi mà cây nó lớn nó trưởng thành nó bông rất là dài và chậu này rất là khủng anh chị ha. Chậu rất là khủng. Đó, hoa nó dài quá. Một cái dồi hoa như thế này nè. Đó, nó rất là dài nè, anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn. Và bông này nó nở trên 2 tháng anh chị ha. Đó, anh chị em tham khảo nha. Rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Em sẽ quay một cái cây da da rồi là nay em nó nở quá trời nở luôn. Đó, em sẽ quay một cái video về da da nữa anh chị ha. Đây là mấy chậu Cesares với Kinba. Anh chị em mình có muốn ngắm hoa thì cứ lại quán cà phê. Cứ phải ở Sơn Hòa, Châu Thành, Bến Tre nha các bạn. Chậu này trồng ở thông anh nha, ở thông lớn. Rất là tốt. Đẹp quá. Ba chậu đứng vườn. Rồi cả nhà mình xem video thấy đẹp thấy hay thì chị em mình đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha anh chị ha. Em xin phép cả nhà em xuống video nha anh chị ha.